10 em trong giáo xứ chúng con. Chúng con là phụ huynh của các em lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Các gia đình chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân. Kính thưa Đức Tổng, các gia đình chúng con rất vui mừng tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ đã ban cho chúng con được Đức Tổng về ban bí tích thêm sức. Các con em của các gia đình chúng con được cha xứ, cha phó, quý sư, các anh chị giáo lý viên trải qua năm tháng đã có rất nhiều công sức dạy dỗ giáo lý cho các cháu để được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay. Được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, thật là một ngày lễ ngũ tuần xuống trên các cháu cũng như toàn thể giáo xứ chúng con. Các gia đình chúng con xin hứa vâng lời bề trên, hết sức cộng tác với quý cha, quý sư, các anh chị giáo lý viên đôn đốc các cháu siêng năng tiếp tục học giáo lý để trưởng thành nên người công giáo tốt, sống tốt đạo đẹp đời. Chúng con xin kính chúc Đức Tổng và quý cha tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu luôn được mạnh khỏe, bình an, vui tươi, thánh đức, lãnh đạo Tổng giáo phận nhà mỗi ngày được thăng tiến thịnh vượng. Chúng con xin dâng lên Đức Tổng của lễ quê hương đơn sơ nhỏ bé do chúng con làm ra để tỏ lòng chúng con kính mến. Chúng con xin cúi đầu bái tạ. Đây là những lễ vật của quê hương của chúng con, sản phẩm quê hương đó là và rượu rất là thơm thắm lòng người.